Ok, chào mừng tất cả các bác đã quay lại với Sinh Audio. Hôm nay thì em lên cho các bác một cái dòng sản phẩm nó không liên quan một chút nào về âm thanh, nhưng em thấy nó hay ho và nó rất chi là thích hợp so với cả các bác mà trong những cái điều kiện mà nó tối một chút ấy, nó mà chân tay mà mắt mũi nó hơi kém một chút rồi, hoặc là các cái kiểu như mình đi nó lờ mờ đấy, thì cái dòng này sẽ thích hợp cho tất cả các bác. Đây là một dòng đèn cảm biến dòng đèn cảm biến rất chi là phù hợp. Có nghĩa là như thế nào? Nó là một con cảm biến này đấy. Con cảm biến này nó tích hợp là cảm biến chuyển động, cảm biến hồng ngoại và cảm biến ánh sáng. Có nghĩa là khi buổi bình thường ấy, nó có ánh sáng cao độ, mình có nghĩa là mắt mình không nhìn thấy nữa ấy. Mắt mình nhìn thấy thì nó sẽ không sáng, còn mắt mình không nhìn thấy thì nó sẽ sáng. Thì cái này nó sẽ thích hợp cho các bác gắn ở các cái tủ bếp này, hoặc là các cái nối đi chân gầm giường, gầm giường của các bác thì các bác chỉ cần gắn cái loại này thôi, loại nhỏ nhỏ này thôi. Cái này thì nó có keo này và lực từ hút nam châm đấy. Các bác dán một cái vào đây và dán cái bên này là keo, các bác có thể dán lên tất cả các bề mặt của gỗ rồi kim loại thì đầy đủ được. Và cái này nó có lực từ khi nó hút vào đây. Cái này thì là thích hợp vào đặt được các cái gầm giường, chẳng lúc nào các bác mà đêm các bác ngủ ấy, xong bác xuống giường cái ấy, thì là chân của các bác là con này nó sẽ sáng luôn. Thì các bác nhìn được là để dép vào chỗ nào, để giết chỗ nào, hoặc là để đệm ở đâu nó vướng víu cái gì. Còn các cái này thì các bác thích hợp hơn là các bác gắn vào cửa, hoặc là vào các cái chỗ nào mà nó chạm bát, rồi các cái cửa đi lối đi lối vào ấy. Nên buổi tối khi tắt điện đi thì nó đi qua là nó sẽ sáng. Thì con này thì em sẽ để cho các bác với giá là 180 bao ship một đèn. 180 một đèn thì nó gồm có một đèn này, sạc này, con này là sạc, là các bác chỉ sạc tầm độ khoảng một tiếng thôi là đầy, và hai cái nút, hai cái thiết bị là hút đấy. Đấy, sạc pin luôn nhá. Cái này dùng được lâu lắm, dùng được phải cả tháng luôn đấy, là dùng ít. Còn cái này cũng có thế, có sạc ngắn. Con này thì để cho các bác là 120.000 một cái, giá nó bao ship cho các bác. Đây này, em lắp thử cho các bác nhá, test thử ở nhà để tắt đi cho nó tối một chút. Có nghĩa là phải tối thì mình đi qua đây này. Ví dụ mình đi qua như này, đèn đấy nhá. Đó, em bật này, đi qua này. Đấy, các bác thấy chưa, chỉ cần người nó chưa tới đây này, cửa nhá, còn đang cách cửa một đoạn rất dài, người nó chưa tới mà nó đã bắt ánh sáng rất tốt rồi. Có nghĩa là mình khi tối mình đi qua đi lại như này, đi vào này, thì trong thời gian khoảng 40 giây thì nó sẽ tự động nó ngắt. 40 giây nó tự động nó ngắt cho các bác. Đấy, mình cứ đi qua đi lại như này thì nó gần như nó không tắt. Được chưa? Đấy, thì mình thích hợp này cho hỗ trợ khi mình đi buổi tối thôi, giúp cho nó sáng hơn một chút. Ok chưa? Rất đẹp luôn, cái này nó dài bằng 30 phân. Đi có cách không có người di chuyển ở đấy nữa là nó khoảng 30-40 giây nó tự ngắt cho các bác. Có 180.000 một đèn. Anh em nào quan tâm thì anh nhắn tin qua số điện thoại 03. Đây, tắt rồi đấy. Thấy chưa? Nó tự động nó tắt. Và các bác đi đến đây 0398192198 nhá. Đây, thấy chưa? Còn khách một khoảng rất dài, khoảng rất dài là nó tự động nó sáng cho các bác. Ok, cảm ơn tất cả các bác nhé.